Chào các em học sinh. Trong video hôm nay, thầy cùng các em tìm hiểu cách đọc tên dẫn xuất halogen theo danh pháp quốc tế. Một nhỏ là tên thay thế nha. Rồi chúng ta nhớ thầy công thức này. Là vị trí nhóm thế nha, cộng cho tên nhóm thế halogen, tên nhóm thế halogen nha. Halogen và cộng thầy chữ O nha, cộng thêm O này, đó nhớ chữ O O cộng tiếp cho tên hydrocarbon, hydrocarbon. Rồi đây là công thức nha, công thức và học thuộc nha, công thức. Nói lại này, vị trí nhóm thế cộng cho tên nhóm thế halogen, cộng cho O, cộng tiếp cho tên hydrocarbon. Rồi ví dụ nè, ví dụ là Cl á, Cl thì chúng ta nhớ thật là chloro nha, rồi thêm chữ R này đúng không, và nhớ là ghi chữ O nữa, chloro đó, chloro nha. F đọc sao đây, F là phờ là U này, nó fluoro á, flu flu O này, R đúng không, và thêm chữ O nữa, fluoro đó. Br này, Br là chúng ta bỏ hết, bỏ phần in sau đó là còn brom đúng không, brom thì thêm thầy chữ O nữa là bromo, bromo. Còn iodine á thì chúng ta bỏ đi phần in sau đi, còn i o này đó, đô chưa, iodo nha. Rồi cái này không cần ghi đâu, xóa này đi, không cần ví dụ đâu. Bây giờ ví dụ nè, giờ bắt đầu ví dụ đây, CH3 F là gì đây, đấy fluoro đó, không fluoro thì ghi là phờ lu o r o này, thấy không. Vậy một c là đọc là methan nha, nhớ một c là methan, một c một c đó là đọc có thành như methan, còn 2 c là ethan, một c là methan, 2 c là ethan nha. Đây một c đọc là methan, fluoro methan, ok chưa. Đó rồi tiếp theo là CH3, Cl đọc sao, tương tự thôi, chờ loro, một c đọc là methan, chờ loro methan đó, ok chưa, chờ loro methan nha. Rồi tiếp theo là C2H5 Br đọc là gì, bromo, mấy c, 2 c đọc là ethan, bromo ethan nhớ nha, nhớ có chữ O nè, nó quan trọng bây giờ, bromo ethan. Rồi C2H5 Cl đi, tương tự thôi, chờ chờ
Loro. 2C đọc là ethan. Ok chưa? Đầu tiếp theo này, tiếp theo chất khác này. Chất khác là các chất này CH2. CH2 gán vào đây là hai cái thằng là Cl. Cl nha, Cl Cl. Đánh số vô đây là 1 2, đánh từ trái qua phải là phải qua trái như nhau nha. Này là Cl nha, Cl. Rồi. Vậy thì đọc là 1 2, nó có hai hai Cl này, đọc là 1 2. 1,2 đi cloro, đi chờ lo ru, có 2C đúng không, đọc là ethan, đi chờ lo ru ethan đó. Ok, đi chờ lo ru ethan. Tương tự chất này CH2, CH2 gán Br vô, gán Br vô thì đọc gì cũng giống giống như thôi, đánh số vô là 1,2 này, 1,2 đi gạch ngang đi nha, đi bromo 2C mạch đi 2C đọc là ethan. Dễ chưa? Rồi tiếp theo là CH2 này gán Cl, CH gán Br này gắn Br luôn, đánh số này, đánh đánh từ phải qua trái nha, bởi cái đây có chỗ là carbon này có nhiều nhánh này, có nhiều nhánh đánh từ phải qua trái mới đúng, trái có phải là sai nha. Rồi đọc gì đây, 1 1 đúng không, 1 1 1 1 nè, có hai Br đọc là đi đi bromo, bromo 1 1 đi bromo, và Cl ở vị trí số 2 đọc là hai gạch ngang là hai này, hai chờ lauro á, chờ lauro, và mạch này có 2C thôi, đọc là ethan. 1 1 đi bromo, hai chờ lauro ethan. Rồi ok chưa? Tiếp theo này, tiếp theo là CF2 nối đôi CF2, cái này chúng ta hiểu như vậy này, nó là C nối đôi này đúng chưa, và cái này nó gắn với hai cái F mỗi carbon gắn hai F, hiểu vấn đề chưa? Đó CF2, CF2 nối đôi đó, đọc sau đây đánh số vào đây là 1 nè, 2 nè, 1 1 chỗ này là 1 2 đúng không, vậy là 1 1 F có hai hai F nó gắn vào cái bộ số 1 này, rồi hai F gắn vào bộ số 2 đúng không? Đọc là 1 1. Xuống hàng đủ rồi, 1 1 nè, phải tiếp 2 2 1 1 2 2 tetra, 4 là tetra. Tetra. Fluoro. F là U O ro đúng chưa? Fluoro. Fluoro á. Mặt này có 2C, đọc là ethan. 1 1 2 2 tetra, nhớ tetra nha, 4 là tetra, 3 là tri, 2 là đi, 1 là mono. 1 1 2 2 tetra fluoro ethan. Và đọc tên chương trình mới rất là khó nha. Và tiếp theo 1C 2C xuống nhánh này, này xuống nhánh CH3 này, C gắn Br vô, đây là CH3 này, này CH này CH2. Rồi đánh số thì đánh từ bên phải qua trái nha, 1 2 3, vậy là cái Br nó gắn vào carbon số 1 rồi, đọc là 1 bromo, 1 bromo. Rồi tiếp theo là đọc vị trí nhánh, tay nhánh nha, 2 methyl, 1 bromo, 1 bromo này, 2 methyl, bro đây là 3C thì proban đúng chưa, mạch mạch chính 3C proban, proban nha, mạch chính 3C proban.
một bromo hai methyl broban. Đây có nhiều em phân tại sao không đọc là hai methyl trước, bởi vì chữ B này, chữ bà nó đứng trước chữ mà, thấy chưa? Đó, đọc chữ bà trước, chạy cho nhanh, được chưa? Chữ bà đứng trước chữ mà. Rồi tiếp theo, chất tiếp theo này là CH2 nối đôi CH CH2, đúng chưa? Đầu CH2 thì đọc như đây. Gán cái thằng BR đó nha, BR nó, BR nó. Đọc đi đây. Đánh số vào, chưa đánh số mà. Đánh số vào thì đánh từ đâu? Đánh từ bên trái nha, 1. Ưu tiên nối gì? Nối đôi, nối 3. Và đánh từ bên trái 1 2 3 4. À 2 3 đi ra, 1 2 3 thôi. Cái này không phải nha, xóa đi. 1 2 3 chưa? Vậy là đọc nè, vậy là nó sẽ là đọc chữ bờ trước. 3 bromo. Bởi vì BR nó ở vị trí số 3 này. 3 bromo. Mạch mạch này mạch chính là có 3C, mạch này có 3C prop. Prop. Và cái nối 3 ở vị trí số 1. Prop 1. N A nha. N anh khen á. 3 bromo prop 1 N. Tiếp theo là CH này CL, CL nha. CL và này là BR. Đọc gì đây? Đọc ai trước? Đọc bromo trước này. Bromo. Bromo. Rồi đánh là đi, bởi vì chữ bờ đứng trước chữ cờ. Đi đai á, đai chờ rôm chờ lo rô. Bromo đai chờ lo rô. Và mạch này nó có một C thôi, methan. Nó này khó nha. Bromo đai chờ lo rô methan. Rồi. Rồi tiếp theo này, tiếp theo. Tiếp theo là chất có vòng. Chẳng hạn như vậy, CL này. Và đây là CL chỗ này. Thì các bạn bên gen chúng ta nhớ cái thầy chỗ này số 1, này số 2, này số 3, này số 4 đó, chưa? Thì đọc gì đây? Cái vị trí của CL là vị trí số 1, số 2, đọc là 1,2 gạch ngang đi chờ lo rô, đi chờ lo rô nha, 1,2 đi chờ lo rô. Và đây là vòng benzen, gán chữ benzen nữa, benzen, 1,2 đi chờ lo rô benzen. Là tương tự có chất này. Đây là BR này. Này là BR. Đánh số vô đây 1 này, 2 đây là 3, đúng chưa? Vậy là 1 3 đi bromo benzen. 1 3. Gạch ngang nha. Xóa đi. 1,3 này đi đây á. Bromo benzen rồi. 1 3 đây bromo benzen. Rồi tiếp chắc này nữa, chắc này đây BR nha, BR chỗ này là CL đi, chỗ này là BR. Đánh số này, đánh cái thằng CL trước, 1 đánh ngược lại, 2 3 4, được chưa? 3 4. Vậy đọc gì trước đây? Đọc cái thằng CL trước nha. 1
chloro, một chloro. Rồi B ra ở vị trí 24, gạch ngang 24, gạch ngang này, đi bromo, đai bromo á, một chloro 24 đi bromo benzen. Rồi tiếp theo là hai nhỏ tên gốc chất, hai nhỏ là tên gốc chất, tên gốc chất, tên gốc chất. Rồi nhớ cho thầy công thức nè, công thức của nó là tên gốc hydrocarbon, hydrocarbon cộng cho halic là ha lide, halide chưa, halic halide chưa, halic. Halic chính là gốc axit của halogen á, nó chính là gốc axit của halogen, gốc axit của halogen được chưa, gốc axit của halogen. Đây là công thức chúng ta phải nhớ nha, tên của halogen thì bằng tên gốc hydrocarbon cộng với là halic halide, đây là halide này. Đó, ok chưa? Rồi. Chúng ta nhớ cái thầy các halic hay là các gốc axit cho thầy này. Các gốc axit cái này trong vô cơ nha, vô cơ. Hay này là các halide. Đây. Các halic á. F trừ này, F trừ. F trừ thì nó là fluoride. Fluor, fluor nha. Ida này, có Ida đằng sau này. Fluoride. Cl trừ, nó là chloride. Nó có cái đuôi là Ida đó. Nhớ nha, Ida. Br trừ. Góc này có trì màu nha. Bromide. Bromide y trừ nó là iodide. Iodide rồi được chưa, iodide nha, nhớ nhớ dùm. Bây giờ thì các gốc của nó này, nhất là các cái gốc ankin là CH3, gốc ankin là CH3 này, nó CH3 gạch cái là góc này có trì màu. CH3 thì nó là methyl. Methyl. C2H5 gạch nó chính là ethyl. S á thêm IL nó ethyl. Rồi tiếp theo là mạch 3C. CH3 CH2. CH2 đây chính là 3C, 3C là prop. Và thêm IL nữa, rubin, rubin nha. Và cho cái C này xuống đây thì được là CH3, CH, CH3 này, CH gắn CH3 này, đọc là iso, iso á, iso rubin, 3C là rubin nha, CH gắn CH3 mà ở nấu trực tiếp với CH3 thì nó là isoprene. Tiếp theo 4C này, CH3, CH2, CH2 và CH2, đây là butin, butin nha, butin. Rồi tiếp theo CC, C cho này xuống nhánh,
CH3 này, CH, CH2 này, CH3 giống như trên này đúng không? ISO, ISO này mấy C? 5C. ISO gì? À, 4C chứ, ISO butin. Dạ, ISO butin. ISO butin nha. 4C đặt là butin. Tiếp theo nè. Còn nữa chưa xong đâu. CH3, CH2, CH, CH3. Cách 1C chưa? Chỗ này là sát cái C CH3, còn này cách 1C chưa? Cách 1C. Thì nó là đọc là gì? Set. Set butin. Ôi lại nhầm rồi. Set butin. Đó. Set butin. Rồi thêm một chất nữa. Này. C, C đây. Nó này CH3. CH3. Một C nó gắn 3 CH3, thấy chưa? Một cái C này gắn 3 CH3. Thì đọc là gì? Test tờ test butin. Dạ, test butin, ok chưa? Và gốc tiếp theo, còn gốc carbon, gốc hydro, gốc ankin tiếp theo này. Gốc ankin tiếp theo là CH2. Nối đôi CH gạch này nha. Đây là vinin. Vinin nha, hay là vinin cho nhanh. CH2 nối đôi CH là vinin. CH2 nối đôi CH và thêm một CH2 nữa. Đọc là anilin. Hai chữ L nha. An linh. Nhớ là hai chữ L. Tiếp theo là CH2 gạch hai bên. Đây là methylene. Methi. Methylene, methyl á, methyl là thêm chữ N nữa. Methylene nha, methylene. CH2 gạch hai bên và ở đây 6 lần. Hexa, 6 là hết. Hexa. Methyl. Methylene á. Methylene. Hexa methylene. C6H5 gạch, hay là ghi vậy này, hay là tương đương với cái này. Có vòng benzen này. Đó. Thì đọc là phenin. Phenin nha. Rồi cuối cùng là C6H5 CH2 gạch. Đây là benzin. Hai cấu tạo viết như vậy được không? Đây này, như vậy cũng được. Này là CH2. Đó. Gạch. Đây chính là gốc benzin nha. Đây gốc ankin benzin. Đây toàn bộ những gốc ankin chúng ta phải học thuộc nha. Toàn bộ những gốc ankin cần phải học thuộc. Rồi. Bây giờ chúng ta đọc một số chất. Ví dụ nè. CH3 CL. CH3 là methyl. Và nó là methyl. Đó, methyl. Gốc qua cái đây gốc axit CL trừ là chloride. Methyl chloride. Tiếp theo CH3 Br tương tự thôi là methyl bromide. Bromide, ok chưa? C2 H5 CL. CH5 là ethyl. Ethyl chloride. Ethyl chloride. Ok chưa?
Tiếp theo là C6H5Cl. C6 là phenin và nó là phenin. Cl là chloride. Chloride. Rồi. Rồi C6H5 CH2Cl đọc là benzin chloride. C6H5CH2 là benzin. Benzin chloride. Benzin chloride. Tiếp theo là CH2 nối đôi CHCl. CH2 nối đôi CH đọc là vanin. Vanin. Cl là chloride. Chloride. Được chưa? Rồi tiếp. CH2 nối đôi CH. CH2 Br. CH2 nối đôi CH. CH2 thì đọc là anilin. Anilin nha. Anilin. Br là bromide. Ada đó. Anilin bromide. Rồi tiếp chắc nữa. CH3. CH này CH3 này. Xuống nhánh này là Br. Đây đọc là iso nha, iso này. Cái này viết lại cũng như này. Viết cái này viết lại cho xem này, CH3 này. Thầy biết cái này CH này cho xuống nhánh CH3 đúng chưa? Br qua đây này, được không? Như nhau à. CH CH3 này đọc là iso. Isobromine bromide. Isobromine 3C bromine nha. Isobromine bromide. Isopropyl bromide. Được chưa? Và phần cuối cùng đó là ba nhỏ tên thường. Ba nhỏ là tên thường nha, tên thường. Tên thường thì chúng ta có các cái chất sau. CH Cl3 này. CH Br3 CH Y3 và cuối cùng là này là C Cl2F gạch ngang C F2 Cl đó. Cái này người ta gọi là CFC nha. Này gọi là CFC 113. Được chưa? CFC 113. Cái này không cần ghi đâu. Không cần nhớ đâu. CHCl3 thì đọc là bromoform. Này hơi khó nha, con thuộc lòng nha. Bromo này. F O R M. Bromoform. CHBr3 đây là à, cái này xin lỗi, cái này là Cl mà đúng không? Chloro. Chloro. Cl là chloro form. Còn CHBr3 thì bromo. Bromo form. FORM nha. Bromo form. Còn CHI3 thì nó là iodo. Iodo form. Chất cuối cùng. Chất này thì nó có nó là chất làm lạnh trong tủ lạnh nha. CFCl2F CF2Cl chất làm lạnh có trong tủ lạnh. Tên của nó là Freon 113.
Freon 113. Nhớ tay nha. Freon 113. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những video lần sau. Chào tạm biệt các em.